Nguyễn Thị Hải Yến, sinh năm 2000, là cựu học sinh chuyên văn của trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội thủ đô Amsterdam. Hiện tại, Hải Yến đang là du học sinh dự bị đại học tại Đức. Hải Yến từng khét tiếng sau khi có mặt trong một đoạn clip ngắn đánh dấu lễ bế giảng năm học 2017 đến 2018 của trường. Cựu nữ sinh trường Anh đã từng khiến cho xao xuyến khi tình cờ có mặt clip lễ bế giảng tại trường Mường Lít, Vietnamnet. Vẫn trong bộ ăn mặc quần áo đồng phục suốt 3 năm gắn bó, nhưng Hải Yến vẫn nổi bật, rạng ngời với mái tóc đen buông dài, đôi mắt to tròn, góc nghiêng xinh đẹp. Đoạn clip ngắn cùng các khoảnh khắc đẹp xuất thần của Hải Yến ngay lập tức hấp dẫn sự chăm chú của dân mạng. Nhan sắc gây thương nhớ dù chỉ có mặt thoáng qua trong clip ngắn của Hải Yến ảnh cắt từ clip. Tuy nhiên, SI biết rằng, trước đây, Hải Yến từng có khoảng thời gian khá e lệ, tự ti, không có gan biểu lộ mình bởi e ngại thân hình mũm mĩm. Mới đây, cô bé du học sinh đã có chia sẻ về các bước lột xác của chính bản thân mình, khiến đa số chúng ta bất ngờ. Thời kỳ cân nặng đỉnh điểm của em là năm đầu lớp 10, lúc đấy em nặng 60kg, gương mặt tròn trịa nên không rõ nét như bây giờ. Có lẽ một phần vì không mạnh mẽ và tự tin với hình ảnh bên ngoài nên từ bé dài đến lớn tính cách em khá e lệ, bao giờ cũng e dè, ngại đứng trước đám đông lắm. Để có hình ảnh bên ngoài như hiện tại, Hải Yến đã quyết tâm đổi khác bản thân, bắt đầu từ niềm đam mê với sân khấu nhạc kịch. Quyết lột xác vì đam mê nhạc kịch. Theo Hải Yến, cô bé có niềm đam mê nhạc kịch từ bé dại, nhưng chưa có cơ hội thử sức bởi tính cách e lệ cũng giống như hình ảnh bên ngoài chưa sự thật phù hợp. Cho đến khi nhập cuộc câu lạc bộ nhạc kịch tại trường cấp 3, Mười Hà Thành quyết tâm đổi khác bản thân toàn diện để thỏa sức theo đuổi đam mê. Hải Yến từng khá tự ti với hình ảnh bên ngoài mũm mĩm của chính bản thân mình. Lúc học lớp 10 em vẫn nặng 60kg, cộng thêm tính cách nhút nhát, luôn như cầy sấy trước đám đông nên việc đứng bên trên sân khấu biểu diễn nhạc kịch dường như khá xa vời. Khẳng định niềm đam mê nhạc kịch chính là động lực để lột xác thành người khác, Hải Yến cho hay cô bé mất 3 tháng để đánh bay 15kg mỡ thừa. Sau 3 tháng, em còn 45kg, nhờ đó mà gương mặt trở nên rõ nét, sắc sảo hơn, cơ thể cũng nhẹ nhàng, thanh thoát khiến em mạnh mẽ và tự tin, yêu đời vô cùng. Từ lúc đi học, Hải Yến liên tiếp nhập cuộc các chuyển động ngoại khóa, các câu lạc bộ văn hóa, nghệ thuật tại trường, nhờ đó, cô bé rèn luyện bản thân trở nên mạnh mẽ và tự tin, hoạt bát, xóa bỏ hoàn toàn tính cách nhút nhát trước đây. Tham gia câu lạc bộ nhạc kịch cũng giúp em học hỏi thêm kinh nghiệm, chia sẻ đam mê với các người bạn mới, tạo nên cho bản thân các kỹ năng giỏi, rất có ích cho tương lai của bản thân sau này, Mười Hà Thành tâm sự. Hiện tại, Hải Yến đang tập kết toàn bộ thời gian cho việc học tại Đức. Nếu có cơ hội, cô bé trẻ cũng có nhu cầu nhập cuộc các câu lạc bộ, khóa đào tạo kỹ năng tại trường để cải tiến và